Hello, xin chào các anh em nông thủ nhá. Lâu lắm rồi mình không ra video. Thì ngày hôm nay là mình cũng xin gửi tới anh em một cái clip để review một con vật cũng rất là mới của nhà Lini. Đó là cây Lini X-Force 80. Đó. Khi mà anh em mà mua cây Lini X-Force 80 này thì sẽ được một cái bao da như thế này. Nếu mà chúng ta mua bản limited ấy thì là nó phải có cái hộp vuông kia nhá. Còn nếu mà anh em mà mua chỉ bản thương mại thôi thì nó chỉ có thế này thôi. Đây là bản thương mại và bản quốc tế chứ không phải bản CL, bản Chen Long nha anh em nhé, không phải bản limited. Ok, một cái bao da rất là đẹp. Cái ngôn ngữ thiết kế của nó nhìn khá giống với mấy cái bao cao cấp của nhà Mizuno. Đây anh em ơi. Thực ra là mình mua cũng được khá lâu rồi, mình đánh đứt một lưới rồi. Và hôm nay là mình mới gửi mình review cho anh em. Tới cây anh em tới cây này thì mình đánh cây này là mình mua về cả đánh đơn lẫn cả đánh đôi. Thì tí mình sẽ phân tích cho anh em là đánh đôi nó như thế nào và đánh đơn như thế nào nha anh em nhé. Còn đầu tiên thì vẫn là để cho anh em nhìn tổng quát về một cây vợt mà phải nói là cuộc cách mạng cải tiến của nhà Lining. Nó rất khác so với các dòng vợt trước đây, rất khác với dòng Aeronaut, rất khác với dòng Turbo Chugging anh em nhé. Và đó là dòng AX-Fox. Còn cây này là cây tiên phong cho dòng AX-Fox. Cái này là sản xuất cho Chen Long đánh Olympic Tokyo 2020 ấy. Nhưng mà thực ra thì 2021 nó mới ra. Đó, thì bây giờ năm 2022 này thì bản tiếp mới của AX-Fox này là nó ra bản AX-Fox 90 Max. Đấy, thì không biết là để nó cạnh tranh trực tiếp với Zonic với dòng 99 Pro trắng và đỏ hay là nó cạnh tranh với cặp Atrox 100ZZ thì không rõ. Thì mình chưa chơi qua cái đấy. Thì cái đấy nó đặc biệt năm nay nó cũng ra hai bản, đó là bản xanh và bản đỏ. Bản xanh thì là thanh long, còn bản đỏ là hồng hổ, chắc là thanh long bạch hổ á. Ok anh em, thì đây là cây AX-Fox 80. Thì đây là một cây vợt dòng phân khúc cao cấp của Mizuno anh em, của Lining anh em nhá. Thì tất nhiên thằng cao cấp thì nó vẫn là cái đít đen chứ danh anh em này. Đó, mình dán băng keo quấn cái đít của nó rồi, dán cái bọc này. Thì cái màu nước sơn của Lining lần này lại là một lần nữa mình cực kỳ ưng với cái màu của nó. Anh em sẽ thấy là cái màu chuôi chụp của nó này là màu như kiểu là xám chì, xám không gian ấy, nòng súng, gọi là màu nòng súng trên giống như cái iPhone 5S ngày xưa ấy. Đó, một cái màu rất đẹp và khỏe khoắn và kéo theo là những cái kẻ chỉ vi mạch, kiểu vi mạch điện tử đó, xong rồi đi lên theo là màu đen. Đó, và bên này thì là có chữ AX-Fox này màu hồng và khung vật vẫn là màu đen, và rất là hay là nó có cái màu vàng giống như kiểu vàng 24K, gần như kiểu vàng đồng hơi đỏ một chút đó. Và cái dòng này là chúng ta cũng có thể thấy được cái đặc biệt của nó là dòng này gen là gen tròn nhá, không phải gen vuông cubic locking nhá anh em nhé, còn gen tròn. Đó cũng là một cái thay đổi mà mình thấy được trên dòng AX-Fox này. Thì vì sao mình lại nói là cái cây này nó thiết kế nó khác so với cái dòng Turbo Chugging hoặc là dòng Aeronaut. Nhưng chúng ta đã biết dòng Aeronaut nó sẽ là dòng mà có cái khe thoát khí airstream, khí động học ở đây. Còn dòng Turbo Chugging thì là cái mặt vợt của nó sẽ là vát kim cương các thứ, vát hình tam giác ấy. Đó. Nhưng cái dòng AX-Fox này lại khung là khung hộp 100%. Đấy, anh em thấy này. Đó, khung hộp 100% luôn. Đó, nó có một cái gì rất là ổn định và khỏe khoắn. Nó khác so với cái dòng Tectonic. Ở một chỗ đó là dòng Tectonic có hai cái điểm này này, 3 giờ với 5 giờ này. Đây là hai góc bên này này anh em này, nó rất là to. Nhìn cái mặt vợt có gì đó rất là nặng nề, nhưng dòng này thì không, dòng này nó thu gọn và rất đẹp. Đó, anh em thấy không? Rất đẹp luôn. Chính vì mình cũng tò mò mình mua cây này thì mình thì ở Phú Yên không có anh em nào chơi cây này, thì mình mua là mình cũng rất là bất ngờ. Bởi vì sao, mình chỉ sợ cái mặt vợt nó to thôi. Ngày xưa thì mình chơi Yonex thì mình thích cái mặt vợt nó nhỏ để nó linh hoạt, nó nhanh. Nhưng mà dòng Lining thì mình thấy toàn dòng vợt mặt vợt nó lớn thôi. Nhưng lần này thì mình mua mà mình chưa được cầm thử và mình chưa được nhìn ngoài thực tế như thế nào, mà mình chỉ thích quá thì mình bảo em Nam Trần, em mới bán vợt, thì em ấy sẽ lấy cho mình một cây.
Đấy thì mình sẽ lấy cây này qua em Nam Trần và giá cả cũng rất phải chăng nhé. Anh em nếu mà muốn mua cây này ấy thì là liên hệ anh em Nam Trần nhé. Còn quay lại với cái vợt này là mình chưa được thấy cái vợt này và mình sẽ mua thì có đánh liều ấy. Nhưng mà rất khi may là khi mà cầm cái vợt mình thấy rất ưng ý luôn. Mình ưng ý từ đầu đến cuối. Đó, cái mặt vợt của nó cũng là một cái cách mạng. Ngày trước là vợt mặt vợt của cây này dòng Li Ninh thường thường mặt vợt nó rất là to và bầu tròn. Nhưng dòng Li Ninh S-Talk này thì cái mặt vợt nó thon, nó nhỏ gọn. Mình cảm giác giống giống như cây mặt vợt nó nhỏ nhỏ giống như kiểu cái cây của Locking Jew đang đánh ấy. Đó. Nhưng mà cái này dòng khung hộp nhá, không phải vung vát kim cương nhá. Đó. Đây để cho anh em nhìn từ đầu đến cuối này. Nước sơn không hẳn là bóng mà cũng không hẳn là lì nhưng mà cực chất lượng anh em nhá. Nhìn cây vợt rất đẹp. Và đây là sẽ có chữ iFox 80. Hơi nổi lên một chút. Đó. Nước sơn lì cực đẹp luôn. Trên khung vật là nước sơn lì. Đó. Cái iFox 80 này mình cũng thắc mắc là không hiểu tại sao cái phông chữ của nó hơi hơi to. Và nó hơi như kiểu nó không được bắt mắt cho lắm. Và nó lại làm cái màu hồng. Thì mình nghĩ là đó là cái mà nó, cái phông chữ này nó làm như kiểu là cái phông chữ nó kiểu để nó khẳng định được cái dòng iFox là cái dòng khung hộp. Và nó muốn nhấn mạnh cái dòng iFork này là dòng dòng như kiểu là dòng vợt để tiếp cận với người người chơi. Khi mà người chơi chưa biết gì về dòng này thì cái này nó làm để cho người ta một cái ấn tượng để nhận diện như kiểu thương hiệu nhận diện ấy. Giống như kiểu dòng Aatrox của nhà Yonex ấy, nó có cái biểu tượng thuyết đối trọng rotational generator system mà mình vẫn nói ấy. Đó thì cây này nó sẽ có cái này để cho mình nhận diện. Ok, còn cây này nó ra sản xuất 3 bản, đó là bản 4U, 5U và 3U. Thì với cái mình đánh từ trước giờ mình đều chơi bản 4U thì cây này mình cũng sẽ chọn là 4U. Và cây 4U ở đây nó cũng sẽ cho mình sức căng tối đa là 30 pound. 4UG5, 30 pound tương đương với 10 mấy, 13,5 kg à. 13,5 kg. Đó, thì mình đan cây này thường thường là 11 kg rưỡi thôi. Thì tổng thể cái này thì cái đũa vợt nó cũng khá dài để cho anh em vừa có thể chơi đơn và có thể chơi đôi được. Mà đặc biệt cây này này là nó thân vợt nó là không cứng như dòng mấy dòng khác Tectonic nhá. Đó, nó hơi mềm hơn một chút. Đó, thế nên trợ lực cho người chơi rất là tốt. Thì như cái cây bản 4U này thì tay lực tay trung bình là có thể chơi được rồi. Và cây 4U này bình thường 4U thì thường thường nó cứ rơi vào khoảng 85-86 gram. Nhưng mà cây này khi mà mới về ấy, mình bóc, mình để nguyên cốt cán cân ấy chỉ có 83 gram thôi. Mình thấy hơi nhẹ so với một số. Thì đây bây giờ là mình chưa có lưới và mình đã tháo cốt và mình cuốn cái rẻ này nhá. Thì mình cân sẽ cho anh em xem để là trọng lượng là bao nhiêu. Còn nếu mà khi mà căng lưới vào thì mình cộng khoảng 4 gram nữa. Đây các bạn, đây là mình cuốn lưới vải nhá. Bình thường cái này gọi là 90 gram đi. Thì lưới nữa là 94 gram, là có cái vật cũng phải. Còn khi mà mình bóc cái cán này này, mình cuốn cái cán kia thì tổng cây vật nó chỉ có 87 gram thôi. Đấy, anh em thấy là cây vật khá nhẹ đúng không? Nhưng cho là cái khăn mặt này, cái cuốn này nó làm cây vật nó nặng thêm. Đó. Còn cây này thì mình thấy để mà nhận diện đánh này, mình thấy là cây này rất dễ chơi. Đó. Công liên tiếp, không bị cảm giác bị mỏi tay, chối tay. Đấy. Rất là nhanh và linh hoạt. Nói chung là phải nói là cực tốt. Mà thường thường chúng ta thường thấy là đũa vợt nhỏ, như cây này là cũng đũa nhỏ cùng với dòng Tectonic 7 à Tectonic 9 đó, cũng đều là 6,6 mm này. Đây, anh em thấy không? Còn nó là cây mà gọi là nặng đầu này. Đó. 6,6 mm. Và cây này mình thấy thường thường như chúng ta thấy cây vợt nhẹ, cây vợt thân nó dẻo một chút thì nó sẽ rất dễ bị rung. Đấy. Trợ lực nhưng bù lại nó rất dễ bị rung, nó mất sự ổn định cho cây vợt khi mà đánh cường độ cao. Nhưng cây này mình thấy chống rung cực tốt luôn. Phải nói là Li Ninh làm cái dòng chống rung cực tốt luôn. Mình nó dẻo, mình đánh với cây Aatrox 99 Navi thì mình thấy cái này mềm rõ ràng, nó dễ chơi hơn Aatrox 99 Navi. Mà thì mình chỉ sợ cái là khi đập mình sợ nó rung mặt vợt, nhưng không, cây này cũng ổn định, không kém gì Aatrox 99 Navi nhá. Đó. Điều cầu phong cầu mấy cây này phản tạt mình thấy là phải nói là ngon. Đó, đập rất có lực và nổ. Cây này phải nói là đập rất là nổ. Mình căng Li Ninh number 1.
nô 1 ấy. Đấy, mình căng, mình đánh, mình thấy rất là nổ. Thì mình thấy là cây mình nhận diện, mình nhận định thì có thể là cây dòng vợt này mới ra thì nó cũng khá đắt. Như cây này niêm yết, giá niêm yết của nó thì là 4.320.000. Nhưng mà mình lấy qua em Nam Trần Sport thì cây này thì em Nam chỉ để cho mình hơn 3 triệu thôi. Lấy cho mình hơn 3 triệu thôi. Thì mình thấy cái giá đấy là cũng giá mà cũng khá là hợp lý để mà sở hữu một cây vợt cao cấp như thế này. Đó. Thì mọi người hỏi chơi cây này ấy, thường thường mọi người sẽ so sánh cây này và với cây Leaning Tectonic 9 là cái cây mấy cây mà gần ra đây nhá, mới đây nhất, để phù hợp vừa đánh đôi và đánh đơn. Thì mình thấy như thế này, cây này thì dễ chơi hơn Tectonic 9 bản 4U nhá, mình so sánh cùng bản nhá. Cái Tectonic 9 bản 4U mình cảm giác cây đầu vật nó nặng hơn cây này. Điểm cân bằng của nó mình không nhầm thì chỉ cũng chỉ khoảng rơi vào 298 thôi. Và cây này thì là nó thân nó mềm hơn của cây Leaning cây Tech 9 một chút, và thứ hai là cây vợt này nhẹ hơn Tech 9 một chút, thì bù lại cái điểm, thì nếu như vậy thì cái điểm swing weight của nó sẽ nhẹ hơn, kèm thấp hơn của Tectonic 9 một chút nhá. Ví dụ như Tectonic 9 thì là 86,5 thì cây này chỉ khoảng 85 thôi, 85,5 thôi. Thì đó là một cái mà chúng ta thấy được cây này nó dễ chơi hơn là cây Tectonic 9 đó. Còn cây này thì rõ ràng giá cây của cây này thì nó sẽ hơn Tectonic 9 khoảng đâu đó 7-800 tới 900. Đấy, thì anh em cũng tùy theo cái lựa chọn và cái sở thích của anh em để anh em đưa ra cái quyết định lựa chọn của mình. Còn mình thì là mình cầm qua cây tay, mình đánh qua cây Tectonic 9 thì mình thấy cây Tectonic 9 mình cảm thấy nó thiếu linh hoạt hơn cây này, mình thích cây này hơn. Đó nên mình chọn cây này. Thì sắp tới mình sẽ chơi cây này và mình sẽ làm thêm, mình để ra anh em review hoặc là để ra xem thông số của cây 9 hổ, cây 90 hổ và 90 hổ và 90 rồng, xem cây nào nó hợp với mình thì mình sẽ làm thêm một cây nữa để mình đánh, mình trải nghiệm. Đó. Mà cây này mình nếu mà bạn anh em nào mà tay yếu một chút thì có thể chơi bản 5U, nhưng mà mình nghĩ là chơi bản 4U, mình vẫn thích dòng 4U hơn. 4U, còn anh em mà khỏe một chút, tay kháng một chút, mà đã từng chơi 3U rồi thì mình nghĩ là chọn 3U cũng không phải là quá khó chơi đâu. Bởi vì sao? Ví dụ như dòng Leaning Airstream 99 của Chen Long ngày trước ấy, nên bản 3U cũng không quá khó đánh đâu anh em nhé. Đấy, cũng không quá khó đánh, thì cây này mình nghĩ cũng thế. Bản 3U cây này thì cũng không quá khó đánh đâu. Nên anh em cứ tham khảo. Phải nói là một cái vợt xuất sắc anh em ạ. Đây, ngay cả trong đây nó cũng đều có ghi chữ X-Force. Đấy, một cái làm thương hiệu khá tốt. Và cây này cũng là chính là cây vật mà Chen Long đã chơi. Và hiện tại là có Chen Long chơi cây này này. Momota hình như cũng thấy cầm cây này này. Và Jonathan Christie của Indo cũng chơi cây này. Đấy, phải nói là những tay vật mà top thế giới cũng đang sử dụng cây này. Thì mình nghĩ không lý do gì mà có điểm chê ở cây này, chẳng qua là anh em chơi anh em không muốn thay đổi thì anh em có thể thấy à, cây này nó hơi thế nọ thế cha, chứ còn để mà thuần được cây này, để mà chơi được cây này thì mình thấy rất là dễ chơi và rất là ngon anh em nhé. Ok, và review của mình review ngắn gọn đến đây thôi. Còn anh em nào có thắc mắc gì thì cứ comment ở phía dưới, còn link mua hàng mình sẽ để phía dưới để anh em tham khảo. Còn anh em có rất nhiều sự lựa chọn mà, thì mình các anh em có thể liên hệ qua Nam Trần để được tư vấn và mua hàng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn nhé.